Đấu phá thương khung phần 4 tập 13 ác độc. Vì cầm bào nữ nhân xinh đẹp trước mặt này, bất ngờ đó là đấu giá sư cấp cao nhất tại phần hội đấu giá thước đặc nhĩ ô thải thành lúc đầu, Nhã Phi. Rời khỏi gia tộc đi lịch lãm xong, tự nhiên là muốn trở về tiếp quản một số sự tình. Bất quá ta có thể trở về, thật đúng là ít nhiều nhờ ngươi. 3 năm nay ngươi vẫn chưa trở về, cho nên ta cũng không có cơ hội hướng ngươi cảm tạ. Hôm nay ở chỗ này gặp, thì ở chỗ này nói tiếng cảm ơn ngươi. Nhã Phi ngóng nhìn cặp con người đen nhánh trong suốt kia giống như là 3 năm trước đây vậy. Lấy góc độ của hai người, lễ tiết cử chỉ mang tính chất cảm tạ này của Nhã Phi nhưng là làm cho được cẩm bào thoáng hạ xuống. Nhất thời một khoảng tuyết trắng hãm sâu tràn ngập câu tuyến chói mắt làm cho người ta điên cuồng. Đó là xuất hiện ở tại trước con người của Tiêu Viêm, sắc mặt của hắn từ từ có chút hồng nhuận lên. Khi Nhã Phi ngẩng đầu lên thì thoảng thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng có chút hồng. Lập tức khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn cười cùng với kinh ngạc, lập tức che miệng cười duyên nói: Tiêu Viêm đệ đệ, không nghĩ rằng 3 năm không gặp, ngươi không chỉ có thành tục mà còn thèn thùng rất nhiều. 3 năm trước đây không phải như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm đệ quên? Trước lúc thời điểm ta nhận thức ngươi thì ngươi rất là thô bạo hay sao? Khuôn mặt Nhã Phi xẹt qua ý cười nhỏ miệng nói. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của Nhã Phi, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói. Trải qua 3 năm không gặp lại, mỹ nữ thành thục này tựa hồ là càng ngày càng mê người. Có lẽ hiện tại do thân phận bất đồng cho nên những cẩn thận trước kia cũng từ từ biến mất. Ngược lại giống như bạn cũ gặp nhau, quan hệ trở nên có chút thân thiết. Ngươi lần này đến Gia Mã Thánh Thành là bởi vì cái ước định lúc trước. Gương mặt chú ý cười dần dần thu liễm, Nhã Phi đi đến trước mặt Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm cười cười khẽ gật đầu nói, vì 3 năm ước định, 3 năm này ta đã ăn không ít khổ. Nhìn khuôn mặt 3 năm trước có chút ngây ngô, bây giờ lại có phần thành thục, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi. Tuy Tiêu Viêm không có nói thời gian trải qua 3 năm gần đây, nhưng nàng biết 3 năm này hắn đã chịu không ít khổ cực. Tiêu Viêm đệ đệ, trải qua 3 năm lịch lãm, chắc người cũng biết sự mạnh mẽ của Vân Lam Tông tại Gia Ma Đế Quốc chứ? Nhã Phi khéo nhíu mày thấp giọng nói, ta biết, chỉ cần một ngón tay của họ cũng có thể tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu Viêm bình tĩnh cười rồi nói, ây, nhìn khuôn mặt không có chút ba động của hắn. Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu rồi nói, người yên tâm, lấy thân phận là địa vị của Vân Lam Tông, cho dù người thắng thì cũng sẽ không đụng đến Tiêu gia. Các lão giả cao ngạo của Vân Lam Tông cũng sẽ không làm như thế. Lấy bọn họ dám động đến Tiêu gia, ta liền mất tích 10 năm. Sau đó đi ra đem mọi người của Vân Lam Tông giết hết. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười có phải chút lạnh lẽo. Bị nụ cười lạnh lẽo của sát ý của Tiêu Viêm ảnh hưởng, Nhã Phi không tự chủ được dùng mình một cái. Cử động sợ hãi của nàng liền làm cho mọi người muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi yêu thương. Thật có lỗi, ta quên tỷ không thích tu luyện. Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng yếu nhược của Nhã Phi khẽ khẽ giọng nói. Ai nói ta không thích tu luyện, ta cũng là một cường giả cấp bậc đấu giả. Nhưng ngươi trải qua 3 năm lịch lãm, hơi thở sát phạt càng ngày càng mạnh. Quả thật là có thể so sánh với những người thường giết chóc trên chiến trường. Nghe lời này, Nhã Phi nhất thời liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bất mãn nói, mà quần áo của ngươi, ngươi đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ánh mắt di động vào chỗ huy chương luyện dược xương trước ngực của Tiêu Viêm, Nhã Phi không khỏi ngạc nhiên thất thanh nói. Ha ha, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm tùy ý cười nói. May mắn, ây, người bình thường muốn trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư, nếu không chỉ có thời gian 5 năm thì không thể với tới được. Mà người 35 lại được như thế này, sợ rằng không phải chỉ có may mắn duyên cớ. Nhìn thiếu niên trong 35 phát triển làm cho người ta khiếp sợ, Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lắc đầu cười, Tiêu Viêm không muốn dây dưa vấn đề này, tầm mắt đảo qua đại sảnh. Nhìn mình tự hồ là giống như là tiêu điểm tại chỗ này, lập tức thấp giọng nói. Thì hiện tại đang quản lý phòng đấu giá này sao? Lời này của ngươi thật đúng là đả kích ta. Nghe vậy, Nhã Phi có chút buồn bực, hít một hơi cười khổ nói. Quyền lợi ở trong phòng đấu giá này toàn bộ đều là mấy lão già trong gia tộc quản lý. Đây chính là mệnh lệnh của bọn họ như thế nào lại giao cho ta. Ta hiện tại chỉ là làm chức vụ trưởng lão giám sát thôi. Ngay sau lại đó lại mỉm cười nói, tuy nơi này không phải do ta trưởng quản, nhưng cũng có chút quyền lợi. Ngươi lần này tới chắc tìm thứ gì? Tìm thứ gì vậy? Tìm cái địa phương yên lặng nói chuyện. Tiêu Viêm cảm thấy trong đám người đó có người muốn nghe lén, bất đắc dĩ nói, được, vậy đi theo ta. Gật đầu cười, Nhã Phi xoay người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào Hải Ba Đông đang nhằm chán đang đứng ở quầy thủy tinh, chần chờ một chút rồi nói, vị tiên sinh này là đi cùng với ngươi phải không? Như thế nào, ta tưởng nói chuyện tình cảm lại đem lão nhân gia ta quên rồi. Thanh âm Nhã Phi tuy cực thấp nhưng mà bị Hải Ba Đông nghe lọt vào trong tai, xoay người lại hắc hắc cười nói. Bị Hải Ba Đông trêu đùa, trên khuôn mặt của Nhã Phi hiện lên một mảnh ửng đỏ. Chẳng qua cũng là người từng trải cho nên lập tức ngọt ngào cười nói, lão tiên sinh, chúng ta mở cửa buôn bán tự nhiên là muốn có nhiều sinh ý. Mà những chỗ lão tiên sinh ghé qua đều là những thứ tốt nhất, ta lại không phải là lữ nhân ngu xuẩn cho nên không muốn làm phiền lão tiên sinh. Nghe vậy Hải Ba Đông cười rộ lên, Nhã Phi trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng qua gương mặt lại bảo trì mỉm cười, tuy không nhìn thấu được thực lực, nhưng cũng không thể đại biểu cho nhãn lực của nàng không nhìn thấu được chi tiết của Hải Ba Đông.
Nàng có thể mơ hồ nhận biết lão nhân trước mặt này không phải là đơn giản là đủ rồi. Dọc đường đi lão có chút nhàm chán, đừng để ý đến lão, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Nhã Phi cười cười xoay người hướng về phía cầu thành chỗ đại sảnh đi tới. Ánh mắt đảo qua bóng dáng mê người, Tiêu Viêm thầm lướt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng bước theo sau. Vì lão tiên sinh kia chắc không phải là vị thần bí lão nhân năm đó phải không? Nhã Phi sánh vai cùng với Tiêu Viêm, khuôn mặt mang theo nét cười ghé đầu nhẹ giọng hỏi. Không phải, Tiêu Viêm cười lắc đầu nói. Vậy sao? Nghe vậy Nhã Phi thoáng có chút gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện, chậm rãi hướng về phía cửa có mấy tên thủ vệ đang đứng. Nhìn Tiêu Viêm cùng với Hải Ba Đông đi theo phía sau Nhã Phi, mấy tên thủ vệ liền liếc mắt. Dựa theo quy củ không phải là thành viên tộc nhân thì bình thường không được tiến vào bên trong. Nhưng mà hôm nay Nhã Phi là trưởng lão giám sát quyền lợi không nhỏ, cho nên mấy tên thủ vệ không dám ra mặt cản trở. Đợi đến khi ba người chuẩn bị tiến vào thì một gã thủ vệ liền tiến lên định mở miệng nói. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhã Phi đã nhàn nhạt cắt ngang lời của tên thủ vệ nói. Bọn họ là bằng hữu của ta, có việc gì ta chịu trách nhiệm gánh vác. Nhàn nhạt nói một câu, Nhã Phi nhanh chóng mang hai người đi đến cầu thang. Nhưng tại cầu thang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân làm cho lông mày của nàng khẽ cau lại. Trên tầng lầu liền chậm rãi xuất hiện ra vài thân ảnh. Một vị nam tử nhìn qua thì cũng cùng tuổi với Nhã Phi, khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt, rõ ràng sắc dục quá nhiều. Tuy nhiên thì thân hình người này lại lộ ra một cổ tàng ẩn hơi thở của một đấu sư cấp bậc. Thanh Liên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút khát vọng cùng với tham lam nhìn đường cong gợi cảm vô cùng hoàn mỹ của Nhã Phi. Đột nhiên hơi thở có chút dồn dập, Thanh Liên đột nhiên mở miệng nói, tầng phía trên là cấm địa của gia tộc, ngoại nhân không thể tiến vào, người thân là trưởng lão giám sát sao lại cố ý không biết. Nhận thấy ánh mắt của thanh niên có chút biến hóa, khuôn mặt đang cười của Nhã Phi thoáng có chút khó coi cùng với sự chán ghét. Thấy ánh mắt chán ghét của Nhã Phi, khuôn mặt thanh niên nhất thời ân trầm đi rất nhiều. Lấy thiên phú tu luyện của hắn cũng xem như là một kỳ tài trong thước đặc gia tộc, làm cho các nữ nhân khác đối với hắn rất là hâm mộ, nhưng Nhã Phi thấy hắn như là thấy con vi trùng kinh tởm. Điều này làm cho lòng kiêu ngạo của hắn thật sự là một đả kích lớn. Ta nói rồi, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, mời người tránh ra. Thanh âm của Nhã Phi lạnh lùng, không cấp cho đối phương một chút mặt mũi. Bàn tay cầm chặt lấy tay của Tiêu Viêm, sau đó hướng về cầu thang tiến đến. Nhìn Nhã Phi không cấp cho mình một chút mặt mũi, sắc mặt của Thanh Liên tái nhợt thoáng có chút là run rẩy. Đặc biệt khi bàn tay Nhã Phi nắm lấy bàn tay của Tiêu Viêm thì một cỗ ghen tị không hiểu nổi lên. Nhìn qua khuôn mặt của Nhã Phi đang cười đầy mặt, Thanh Liên nam tử đang có một cỗ lửa giận. Chẳng qua hắn cũng biết trong lòng của Nhã Phi rất là bài xích nam nhân, chủ động nắm tay một gã nam tử thì lại càng không có. Hừ, đối với ta ngày thường lại lạnh như băng, nguyên lai là người thích thanh niên này, khẩu vị thật là lạ, chẳng qua không biết hắn có hay không thỏa mãn người. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, Thanh Liên nhịn không được cười nói. Khuôn mặt Nhã Phi không có chút thay đổi, giống như là không nghe thấy những lời dâm uế của thanh niên. Chẳng qua Tiêu Viêm cảm giác được móng tay của nàng đã bấm sâu vào da thịt của bàn tay hắn. Tiêu Viêm bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thanh Liên, sắc mặt không có chút cảm xúc nào. Tiêu tử, muốn chết sao? Ánh mắt của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ không thích, thanh niên nhất thời tức giận hét lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm dừng bước chân lại, bàn tay nắm lại, nhưng thấy Nhã Phi có chút lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý. Thấy vậy, Tiêu Viêm thở dài lắc đầu, cuối cùng không nói gì. Nhã Phi, ngươi tìm làm nhân cũng không cần tìm loại này chứ. Thấy Nhã Phi nhẫn nhịn, thanh niên càng thêm hưng phấn, nhếch miệng ác độc cười nói. Bước chân cuối cùng dừng lại, Tiêu Viêm khẽ tách bàn tay Nhã Phi ra, nhìn đường cong thân thể của Nhã Phi nhàn nhạt nói, tỷ còn muốn nhẫn lại sao? Thân thể Nhã Phi cứng ngắc, vẫn không trả lời, bóng dáng kiều nhược nhìn qua có chút mệt mỏi. Thật có lỗi, ta không thể. Bàn tay Tiêu Viêm nắm lại xoay người hướng về khuôn mặt âm trầm thanh niên cười to. Cẩn thận, hắn là nhất tinh đấu sư. Cảm nhận được hành động của Tiêu Viêm, Nhã Phi vội vàng xoay người lại, thanh âm còn chưa kịp nói hết thì cầu thang đột nhiên oanh động, làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên sợ kinh ngạc. Đồ tạp chủng, ngươi ăn phân mà lớn lên à? Theo tiếng năng lực bạo tạc thì thanh âm ác độc của Tiêu Viêm vang lên. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chưa đấu phá thương không phần 4 tập 14 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.